Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 286 Liêu Nhân Lệ quay sang bảng hữu đức quát lớn, giọng nói đã bắt đầu run dày. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Liêu Nhân Lệ vừa nói vừa vội vã bước ra ngoài, Bàng Nghi Võ ngồi một bên nghe tin này thì hoảng hốt đến mức luống cuống. Thấy Lưu Nhân Lệ đã chạy ra khỏi phòng của Bàng Phụ Lương, hắn mới đứng dậy, khẽ nói: "Thế tử, thật xin lỗi." Tần Diễm cũng đứng dậy, nói: "Không cần phải xin lỗi, Bàng công, mau đi xem thử tình hình đi." Bàng Phụ Lương gật đầu, xoay người bước ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò: tỉnh nương, đưa Tam thiếu gia về gia huy lâu." Tình nương đứng bên ngoài nghe vậy liền đáp lời: Tần Diễm thấy thế cũng bước theo bàng phụ lương. Nghe tiếng bước chân theo sau, vừa ra khỏi cửa, bàng phụ lương liền quay lại nói, thế tử Điện Hạ không cần đi theo, Điện Hạ nên trở về nghỉ ngơi, tránh. Tránh gặp điều xui xẻo. Có người chết, nếu là người thường, hẳn sẽ tránh xa không muốn liên quan. Nhưng với Tần Diễm, hắn không thể không thắc mắc tại sao khách nhân ở hầu phủ lại qua đời. Hắn liền nghiêm giọng nói, bảng công không cần khách khí nếu người thực sự đã chết phải tìm ra nguyên nhân nếu đây là án mạng chúng ta đang ở thanh huy viên cũng khó lòng thoát khỏi liên quan bảng phụ lương nhìn tần diễm một cái rồi mới gật đầu và bước ra ngoài tần diễm theo sau bảng phụ lương được hai bước ngoảnh lại đã thấy tần hoàn và tần xương cũng đi theo hắn nhíu mày nói hai nàng còn nói đến giữa chừng ánh mắt của tần diễm chạm phải ánh mắt của tần hoàn trong mắt nàng có chút khả nghi pha lẫn lo lắng cuối cùng tần diễm không nói thêm chỉ khẽ bảo đi theo ta là được tần hoàn gật đầu lúc này tần diễm mới quay lại tiếp tục theo sau bảng phụ lương thấy tần hoàn và tần sương cũng đi theo tần tương đến cửa thì khượng lại không bước tiếp vãn hỏa khẽ nói sao tự dưng lại có người chết chứ tiểu thư chúng ta có nên đi xem không tần tương lắc đầu chúng ta về thôi chuyện này không may mắn vãn hà định nói gì đó nhưng lại thôi từ sau khi gặp chuyện ở bách thảo viên tần tương ngày càng trở nên lầm lũi thậm chí lục tiểu thư giờ cũng không thèm qua thăm nàng nữa vãn hà định khuyên nhủ một câu nhưng thấy tần tương đã quay người bước đi hoàn toàn không muốn nghe ai khuyên bảo ở bên dãy phòng bàng hữu đức đi theo bàng phụ lương kể lại tiểu nhân đến trước cửa viện của phu nhân gọi hai tiếng mà không nghe thấy động tĩnh gì. Tiểu nhân bèn bước vào, thấy cửa chính khép hờ, lại gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Trong lòng nghi hoặc, tiểu nhân đẩy cửa bước vào, không ngờ lại thấy phu nhân đã treo cổ tự vẫn trong phòng. Treo cổ tự vẫn, bàng hữu đức bước chân khựng lại, mày nhíu chặt. Từ ánh bình minh lâu đi về phía bắc, băng qua khu mai lâm, tới một dãy sân khác trong phù khu sân này không khác mấy so với khu khách viện nơi Tần Hoàn ở, chỉ có điều nơi đây chỉ có ba gian chính phòng. Sân vườn ở đây càng thêm trống trải, tĩnh mịch và trang nhã. Cổng sân đã mở, từ cổng nhìn vào có thể thấy cánh cửa chính hé mở. Trời đã tối, nhưng trong viện vẫn chưa thắp đèn dầu, căn phòng cũng tối đen như mực. Mọi người bước vào sân liền thấy Lưu Nhân Lệ đứng chết chân trước cửa, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bên trong. Bảng Hữu Đức rút mồi lửa, châm sáng chiếc đèn treo dưới hành lang. Ánh sáng vừa lên, mọi người nhìn rõ vẻ mặt lưu nhân lệ vừa kinh hoàng vừa đau đớn, đôi mắt chăm chăm nhìn vào bóng dáng một người treo lơ lửng giữa không chung trong phòng. Bảng phụ lương bước lên bậc thang, tần diễm theo sát phía sau. Tần hoàn và tần xương chậm rãi bước vào, qua cánh cửa mở, họ nhìn thấy thi thể của đàm phu nhân. Bà mặc một bộ áo váy màu tím sẫm, thoạt nhìn khoảng ngoài 40 tuổi ngoài mái tóc có vài sợi hoa dâm dung mạo bà vẫn đẹp đẽ dáng người thon thả gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng móng tay sơn màu đỏ tím bóng bẩy được cắt tỉa rất chỉnh chu tần hoàn chú ý rằng móng tay của đàm phu nhân được chăm chút vô cùng tỉ mỉ và đẹp đẽ có thể thấy rõ bà là người rất biết cách bảo dưỡng bản thân và luôn cẩn thận chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhưng lúc này đầu bà gục xuống đôi tay buông thõng hai bên cơ thể cứng đơ như một con cá chết. Đôi giày thêu màu đỏ tím trên chân bà, dưới ánh sáng từ chiếc đèn trong tay bằng hữu đức, lại ánh lên một sắc màu kỳ dị, đầy vẻ chết chóc. Điều khiến Tần Hoàn kinh ngạc hơn cả là giải thắt lưng màu đỏ tím của đàm phu nhân đang buộc chặt quanh cổ bà. Bộ váy của bà, thiếu đi giải thắt lưng, trông có phần rộng thùng thình trên cơ thể. Làn gió nhẹ thổi qua làm vạt váy khẽ lay động, phác họa dáng người mảnh mai của bà chỉ cần liếc mắt tần hoàn đã nhận ra người này đã chết không thể cứu được nữa thật sự thật sự là treo cổ mà chết sao phục linh run rẩy thì thầm trong sợ hãi phía trước tần diễm như chợt nghĩ đến điều gì quay lại nhìn tần hoàn rồi liếc phục linh nhưng thấy tần hoàn vẫn bình tĩnh đứng đó không chút dao động tần diễm chỉ khẽ mím môi mà không nói gì thêm sao sao bà ấy lại lưu nhân lệ đứng ngây dại trước cửa giọng nói đầy chua xót và bi thương. Bàng phụ lương bước tới vài bước, nhìn thoáng qua thi thể của đàm phu nhân rồi cắn chặt răng. Ông quay sang liếc nhìn lưu nhân lệ, thở dài, trước tiên hạ người xuống đã. Bàng hữu đức vội gọi hai người hầu bước vào, nhanh chóng hạ thi thể xuống. Lão ra, người đã tắt thở, bàng hữu đức nặng nề báo cáo. Tần hoàn liếc nhìn khắp phòng, nhận thấy căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp dưới chân nơi đàm phu nhân treo cổ một chiếc ghế đổ nghiêng sang một bên chiếc ghế đổ trông như thể xác nhận đây là một vụ tự sát khi tần hoàn đang cẩn thận quan sát căn phòng bàng hữu đức với vẻ mặt lo lắng quay sang hỏi bàng phụ lương lão gia giờ chúng ta phải làm thế nào đây dù gì cũng đã có người chết một chuyện như vậy khó tránh khỏi khiến bàng phụ lương đau đầu vì rắc rối bàng phụ lương nheo mắt định lên tiếng thì tần diễm đã cau mày hỏi bảng công người này là ai tại sao lại tự sát ở thanh huy viên bảng phụ lương liếc nhìn tần diễm lắp đầu đáp một người cố nhân mà thôi gần đây bà ấy gặp phải một số chuyện không may lần này đến đây là để cầu xin ta giúp đỡ trưa nay ta không đồng ý không ngờ bà ấy lại bảng phụ lương liếc nhìn thi thể thở dài nhà bà ấy cũng chẳng còn ai Hãy chọn một cỗ quan tài tốt rồi lo an táng đi." Bàng Hiểu Đức liền đáp, "Vâng." Tần Diễm nhíu mày hỏi, "Không báo quan sao?" Bàng Phụ Lương thở dài, "Chuyện này mà truyền ra sẽ làm tổn hại danh dự của Bàng phủ. Không cần báo quan, hoặc cùng lắm là cho người đến nói với tri phủ đại nhân một tiếng. Dù sao đây cũng xảy ra ở Bàng phủ." Tần Diễm dù cảm thấy không ổn nhưng cũng không tiện nói thêm. Bàng Hiểu Đức vội chỉ huy hai người hầu truyền lời xuống đến tiệm quan tài ở thành tây mua một cỗ quan tài tốt mang về người hầu nhận lệnh rồi đi ngay bàng phụ lương liếc nhìn thi thể trên mặt đất sau đó quay sang lưu nhân lệ lúc này lưu nhân lệ cũng đã bước vào phòng nhưng khác với vẻ bình tĩnh của bàng phụ lương hắn dường như vẫn chưa hoàn hồn tần diễm nhạy bén nhận ra sự khác thường liền hỏi lưu huynh cũng quen biết người này sao lưu nhân lệ giật mình như bừng tỉnh sau đó gật đầu phải quen biết tần diễm do dự không biết có nên tiếp tục hỏi lưu nhân lệ và bàng phụ lương có giao tình thì cũng dễ hiểu nhưng việc một nữ khách vừa là bạn cũ của bàng phụ lương lại quen biết cả lưu nhân lệ chẳng lẽ mối quan hệ giữa họ sâu sắc hơn rất nhiều điều kỳ lạ hơn nữa là vị nữ khách này lại treo cuộc tự sát ngay sau khi đến thanh huy viên trong lòng tần diễm tràn ngập nghi vấn lúc này bàng phụ lương lên tiếng, thế tử, nơi này không phải chỗ nên ở lâu, huống hồ còn có hai vị cô nương nhà tần, lại càng không nên lưu lại. Hay là thế tử hãy đưa hai vị cô nương trở về trước? Nghe lời bàng phụ lương, tần diễm như bừng tỉnh, ngoảnh lại nhìn. Tần hoàn thì không sao, nhưng tần xương rõ ràng đã hơi sợ hãi. Hắn chân tĩnh lại, liếc nhìn thi thể đàm phu nhân trên đất, rồi nói, được. Ta sẽ đưa các nàng trở về trước." Nói xong, Tần Diễm quay người rời đi, Tần Sương lập tức bước theo, còn Tần Hoàn lại tỏ ra hơi do dự. Tần Diễm ngoảnh lại nhìn Tần Hoàn, gọi cửu muội muội. Nghe tiếng gọi, Tần Hoàn mới chần chừ bước theo. Nhìn bóng dáng cuối cùng của Tần Hoàn, ánh mắt Bàng Phụ Lương khẽ nheo lại. Một cô nương da như nàng, không chỉ đến đây mà còn không hề tỏ ra sợ hãi khi nhìn thi thể trên đất. Thật kỳ lạ đôi mắt bàng phụ lương ngày càng tối lại. Bên cạnh, lưu nhân lệ khẽ gọi, phụ lương. Cầm miệng lại cho ta, bàng phụ lương quay đầu quát lớn, tiếng quát giận dữ khiến lưu nhân lệ hoảng hốt. Sau đó, ông ta quay sang bàng hữu đức, lạnh giọng ra lệnh, nhanh chóng giải quyết cho xong. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Bàng hữu đức gật đầu nhận lệnh, bàng phụ lương vô thức quay nhìn theo hướng tần hoàn. Ánh mắt trần trừ khi nãy của nàng khiến ông cảm thấy bất an lạ thường. Đến khi thấy Tần Hoàn đã đi xa theo Tần Diễm, ông mới khẽ thở phào. Tam ca, ánh mắt sắc bén của bàng phụ lương làm Tần Hoàn cảm thấy như có kim châm sau lưng. Đi một đoạn, nàng mới khẽ gọi Tần Diễm. Tần Diễm khượng lại hỏi, sao thế? Tần Hoàn ngoái lại nhìn, thấy không có ai theo sau mới hạ giọng hỏi. Tam ca, huynh nghĩ người đó tự sát sao? ánh mắt tần diễm hơi nheo lại. Từ lúc ở Bách Thảo Viên, hắn đã nhận ra tần hoàn không hề sợ hãi người chết. Không chỉ vậy, nàng còn tỏ ra rất am hiểu y thuật và có khả năng quan sát thi thể một cách bài bản. Chính vì thế, hắn mới để nàng đi theo trong chuyến này. Đối diện câu hỏi của tần hoàn, tần diễm thoáng lưỡng lự rồi đáp, thoạt nhìn thì giống tự sát. Nếu là bị hại, tại sao trong phòng lại không có dấu vết rằng co hay đánh nhau? Khóe môi tần hoàn hơi mím lại, gương mặt lộ vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tần diễm chậm bước, quay sang hỏi, cử muội muội nghĩ không phải là tự sát sao? Ánh mắt tần hoàn hơi nhớ lên nhìn tần diễm, sau một thoáng suy nghĩ, nàng khẽ nói, không biết tam ca có để ý không, trên án kỷ bên cửa sổ có một ấm trà. Cạnh đó, chén trà vẫn đầy, chưa hề bị động tới. Nghe vậy, tần diễm hơi sững người, từ đầu, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào chiếc xà nhà và gian chính đường nơi đàm phu nhân treo cổ. Còn án kỷ mà Tần Hoàn nhắc đến nằm ở gian bên cạnh, gần cửa sổ. Hắn chợt nhớ ra lúc nãy Tần Hoàn đã bước qua đó vài bước, không ngờ nàng lại để ý đến chi tiết này. Rồi sao nữa, điều đó có ý nghĩa gì? Tần Diễm hỏi. Tần Hoàn tiếp tục, cửa sổ ở đó đang khép hờ, như thể để thông khí. Ta để ý trong chén trà là loại mây mù núi tuyết hảo hạng chắc hẳn trà này là được chuẩn bị đặc biệt mang đến. Nhưng tại sao lại không có ai uống lấy một giọt? Huống hồ, một người nếu bi phẫn đến mức tuyệt vọng muốn tự sát, làm sao còn có tâm trạng pha trà? Chưa kể, tần hoàn nheo mắt, giọng nói trầm xuống, phu nhân ấy toàn thân trên dưới đều được chăm chút cẩn thận, không chút cầu thả. Nhưng bà ấy lại dùng chính giải thắt lưng của mình để treo cổ. Ở tuổi này, vẫn còn chăm chút vẻ ngoài kỹ lưỡng như vậy, rõ ràng là một người rất yêu cái đẹp. Làm sao bà ấy có thể chịu được việc sau khi chết, váy áo lại sộc sạch, không chỉnh tề. Nghe vậy, Tần Diễm cau mày, hắn cũng nhận ra điều đó, bộ hoa phục của đàm phu nhân, vì thiếu giải thắt lưng mà trở nên rộng thùng thình, trông khá bất nhã. Chỉ dựa vào điểm này mà mọi kết luận bà ấy không phải tự sát sao? Tần Hoàn lắc đầu, vết thương trên thi thể bị cổ áo che khuất, khó nhìn rõ nên ta không thể xác định chỉ là có quá nhiều điểm đáng ngờ nhưng nếu phu nhân ấy không phải tự sát vậy người ra tay là ai lời của tần hoàn khiến tần diễm và tần sương lạnh sống lưng tần sương trợn tròn mắt nói nếu không phải tự sát vậy chắc chắn là mưu sát nhưng vừa rồi chúng ta đều ở ánh bình minh lâu vậy người gây án chắc chắn không phải ở đó tần hoàn khẽ cười lắc đầu chúng ta vẫn chưa biết phu nhân ấy chết khi nào nếu bà ấy đã chết trước khi chúng ta rời đi thì sao? Tần Sương há miệng định nói gì nhưng lại thôi. Tần Diễm thì nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. thấy sắc mặt Tần Diễm như vậy, Tần Hoàn cũng im lặng không nói thêm. Ngày mai họ sẽ rời đi. Lúc này không tiện xen vào chuyện của Bàng Phù. Hơn nữa, Tần Diễm không rõ giữa Bàng Phụ Lương và Lưu Nhân Lệ đã đạt thỏa thuận gì, cũng không thể làm trái ý Bàng Phụ Lương. đặc biệt hắn còn cân nhắc đến lợi ích liên quan đến thái tử điện hạ nên vị trí của hắn trong vụ việc này lại càng trở nên nhạy cảm bảo hắn bất chấp tất cả chỉ dựa vào lời nói của tần hoàn để báo quan thì chắc chắn không thể về phần tần hoàn nàng không có cơ hội khám nghiệm thi thể cũng không thể tự mình đến nha môn trình báo là người của tần phủ nếu không có chứng cứ xác thực hành động bừa bãi chỉ khiến họ bị đông tần diễm bước chậm rãi nhưng suốt quãng đường không nói gì thêm. Không biết đã đi được bao lâu, hắn ngẩng đầu lên và nhận ra họ đã gần đến khu khách viện của mình. Hắn chậm rãi lên tiếng, cử muội muội, những điều muội nói lúc nãy, có vẻ cũng có lý. Bước chân tần hoàn khựng lại, nàng nhìn về phía tần diễm. Hắn tiếp tục, huống hồ, việc tự sát ở bằng phủ vốn đã rất kỳ lạ. Tần hoàn gật đầu, ánh mắt tần diễm lóe lên, hắn nói, ta sẽ bảo chu Hoài đi điều tra thử. Tam ca, Tần Hoàn ngạc nhiên, nàng vốn tưởng rằng sau khi cân nhắc, Tần Diễm sẽ bỏ qua chuyện này. Chương 287. Tần Diễm nhìn Tần Hoàn, khóe môi hơi cong, ta tin lời ngươi nói. Dừng lại một chút, Tần Diễm nói tiếp, còn có một việc. Lưu Nhân Lệ, vốn dĩ ta định sau khi trở về kinh thành sẽ đề cử hắn cho phụ thân để giao trọng trách. Nhưng nếu trên người hắn có điều gì không rõ ràng, ta dĩ nhiên không thể yên tâm. Tần Hoàn cười bất đắc dĩ, thiếp đã đoán được mà. Tần Diễm nhíu mày, hừ, nàng biết điều gì? Tần Hoàn thoáng lộ vẻ mất tự nhiên, đôi mắt xoay nhẹ, định truyền chủ đề. Nhưng đúng lúc đó, từ hướng tây nam của phủ vang lên tiếng người nói, khiến Tần Hoàn khựng lại, cùng Tần Diễm và những người khác đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thất ca lần này phụ trách điều tra án thật sự rất xuất sắc. Không biết khi trở về kinh, thánh thượng có định để thất ca trực tiếp gia nhập hình bộ hay không?" Tiếng nói mang theo vài phần ý cười vừa vang lên, Tần Hoàn lập tức trợn tròn mắt. Đúng lúc đó, từ góc khuất không xa trong phủ, một đoàn người xuất hiện. Trời đã tối đen như mực, đèn dầu trong đình viện đều đã được thắp sáng, ánh sáng vàng ấm áp tỏa khắp. Đi đầu là yến trì trong bộ y phục đen cách nửa bước phía sau là yến ly với chiếc áo đỏ rực theo sau yến ly là tri phủ dự châu ôm hoài vũ và sáu bộ khoái của phủ nha đôi mắt của tần hoàn lập tức sáng lên hử là tần thế tử cửu cô nương còn vị này là lục cô nương hay ngũ cô nương yến chỉ vừa nhìn thấy tần hoàn chưa kịp lên tiếng thì yến ly đã phất tay áo nhanh chóng bước tới trước mặt họ cười nói nghe nói các ngươi đang ở đây không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Bái kiến hai vị điện hạ, chi phủ đại nhân. Tần Diễm vừa định mở lời thì Yến Ly đã cướp lời, nói liền mạch, chủ nhân của vườn này đâu? Sao không thấy họ ra đón tiếp? Khóe môi Tần Diễm khẽ giật, chưa kịp đáp lời, Yến Ly đã tiếp, uông đại nhân lần này đến là để bắt người phải không? Sự chú ý của Tần Diễm lập tức bị thu hút, liền hỏi, bắt người sao? Yến Ly cười khẽ, nói mơ nhớ, việc này đều nhờ thất ca. Sau khi thất ca nhắc nhở, Uông Chi Phủ đã bắt được hai người liên quan đến song thanh ban. Các người đoán xem chuyện gì xảy ra. Hóa ra hai kẻ đó chính là thủ phạm vu oan người bị bắt trước đó. Cả hai ngấm ngầm có tình ý với nhau, sợ người kia giành mất vị trí trường đoàn của bọn chúng, nên sau khi thấy sư phụ qua đời, lập tức nghĩ cách giá hòa. Một kẻ giấu chìa khóa, một kẻ kích hoạt cơ quan. Những lời này khiến không chỉ Tần Diễm quên cả điều mình định nói, mà cả Tần Hoàn và Tần Sương cũng đều sững người. Sự việc không chỉ đảo ngược mà còn bất ngờ tiết lộ rằng kẻ giả làm nạn nhân lại chính là hung thủ. Vậy, sư phụ của Thanh Ban là bị ai hại chết? Nghe Tần Diễm hỏi, Uông Hoài Vũ bước lên trước, cười khổ, phần lớn khả năng đây chỉ là một tai nạn. Khi mở chiếc hộp nhạc, bánh răng bên trong vốn không bị chạm vào. Tần Diễm hơi ngạc nhiên, Vậy chi phủ đại nhân đến bắt người là vì chuyện gì? Tình hình đã thay đổi, đương nhiên cần phải điều tra lại. Nếu bỏ sót điều gì thì thật không ổn. Lời của Uông Hoài Vũ khiến ánh mắt Tần Diễm trầm xuống. Một vụ án liên quan đến mạng người, dù chỉ có một điểm đáng nghi cũng không thể bỏ qua. Tần Diễm hít sâu, nói, chi phủ đại nhân cứ phái người khác đi bắt là được. Người còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Uông Hoài Vũ hơi sững người, Yến Trì và Yến Ly đều nhíu mày. Trong vườn này vừa có một người chết, thoạt nhìn giống như tự sát. Nhưng có một số điểm rất đáng nghi, bảng gia không phát hiện điều gì bất thường, chỉ nghĩ là tự sát, và hiện đang chuẩn bị đưa thi thể đi chôn cất. Tần Diễm nói liền mạch, Uông Hoài Vũ trợn mắt ngạc nhiên, có người chết sao? Người chết là ai? Tần Diễm lắc đầu, ta không quen biết người đó, đó là một phu nhân khoảng gần 50 tuổi, yến ly cười khẽ thảo nào thảo nào lâu như vậy không ai ra đón chúng ta hóa ra trong phủ có người chết uông chi phủ cơ hội lập công của ngươi lại đến rồi nghe vậy uông hoài vũ chỉ biết cười khổ sau đó nhìn về phía tần diễm nói mong thế tử dẫn đường tần diễm nghiêng người làm động tác mời sau đó đi trước dẫn đường uông hoài vũ quay lại dặn dò vài câu những người khác lập tức tản ra để kiểm tra hậu viện của song Thanh Ban. Tần Hoàn và Tần Sương cũng muốn đi theo nhưng không dám đi trước Yến Trì và Yến Ly. Chờ hai người kia đi qua trước mặt, Yến Trì dùng ánh mắt sâu lắng liếc nhìn Tần Hoàn một cái. Lão gia, lão gia, chi phủ đại nhân, duệ thân vương thế tử điện hạ và cung thân vương thế tử điện hạ đã đến. Bàng phụ lương đang đứng ở cổng viện của đàm phu nhân, chưa kịp rời đi, vừa nghe báo tin liền nheo mắt. Bên cạnh, Lưu Nhân Lệ cũng cho mày, hỏi, bọn họ đến đây trễ như vậy để làm gì? Người hầu đến báo tin đáp, tri phủ đại nhân nói rằng vụ án của song thanh ban còn một số điểm nghi ngờ chưa được làm rõ, cần đưa thêm vài người về thẩm vấn. Hai vị điện hạ đi cùng để phá án. Bàng phụ lương nheo mắt, phất tay ra hiệu cho người hầu lui xuống. Lưu Nhân Lệ có chút căng thẳng, quay sang nhìn bàng phụ lương, nói, phụ lương hai vị điện hạ duệ thân vương thế tử điện hạ đã biết từ lâu rằng ngươi đang ở chỗ ta còn vị kia thì không cần phải bận tâm đi thôi ra ngoài nghênh đón họ vẻ mặt lưu nhân lệ dối bời nghe vậy chỉ biết cúi lưng không dám lơ là bảng phụ lương đột nhiên dừng bước quay ngoắt lại ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm lưu nhân lệ ngươi nghi ngờ điều gì hay là ngươi nghĩ rằng ta làm vừa rồi rõ ràng ta luôn ở bên ngươi Lưu nhân lệ ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, không. Ta đương nhiên không nghĩ vậy. Đôi mắt của bàng phụ lương sắc lạnh như chim ưng, tốt nhất là ngươi đừng ăn nói lung tung thêm nữa. Dứt lời, bàng phụ lương quay người, bước nhanh về phía trước. Khi vừa đến gần dãy nhà ánh bình minh, y liếc mắt một cái đã thấy nhóm người yến trì đang đi cùng tần diễm. Khóe môi bàng phụ lương khẽ nhếch, vội vã tiến lên đón. Hai vị điện hạ sao lại đích thân đến đây? Chi phủ đại nhân, Uông Hoài Vũ đã đến cùng Tần Diễm, chắc chắn đã biết về cái chết của Đàm phu nhân. Bàng Phụ Lương không đợi Uông Hoài Vũ lên tiếng, liền chủ động nói trước. Uông Hoài Vũ khẽ nhíu mày, hỏi, "Ngươi tìm ta vì chuyện gì?" Bàng Phụ Lương cười khổ, trong phủ vừa có người treo cổ tự vẫn. Theo lý mà nói, cần người của phủ nha đến kiểm tra rõ thực hư. Uông Hoài Vũ nheo mắt, thi thể hiện ở đâu? Bảng phụ lương nghiêng người làm động tác mời, hai vị điện hạ, đại nhân, xin mời bên này. Thi thể đã được hạ xuống, người đó đã chết. Uông Hoài Vũ gật đầu, nhường Yến Trì và Yến Ly đi trước. Yến Ly liếc nhìn Lưu Nhân Lệ, nói, vị này, dường như là Lưu Đại Nhân. Lưu Nhân Lệ lúc nãy chỉ cúi chào, chưa nói gì, giờ nghe hỏi liền vội đáp, đúng là hạ quan, thưa điện hạ yến ly cười khẽ hỏi liêu đại nhân và bảng lão gia quen biết thế nào nhiều năm trước trong một dịp tình cờ hạ quan từng nghe kịch song thanh ban cùng với bảng lão gia khi đó hạ quan rất yêu thích các tiết mục của song thanh ban bảng lão gia biết được liền mời hạ quan nghe thêm hai lần nữa từ đó chúng ta có quen biết yến ly gật đầu liên tục kết giao nhờ kịch nghệ không tệ không tệ Lưu nhân lệ không rõ lời của Yến Ly là khen hay mỉa mai, nhất thời mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán. Bàng phụ lương không dám nói nhiều trước mặt hai vị điện hạ. Đoàn người thẳng tiến đến tiểu viện của đàm phu nhân, thi thể của đàm phu nhân vẫn nằm trên nền chính đường. Khi Yến Ly và Yến chỉ bước vào sân, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy ngay thi thể. Không biết người chết là phu nhân nào trong bàng phủ ra. Người này xuất thân thấp kém, từ trước đến nay vẫn sống một mình hôm nay vì gặp chuyện khó khăn nên đến cầu xin tiểu nhân giúp đỡ chỉ là yêu cầu của nàng quá mức tiểu nhân không thể đáp ứng không ngờ nàng đường cùng lại chọn cách treo cổ tự vẫn ngay trong phủ của tiểu nhân thật sự là bảng phụ lưng lộ rõ vẻ bất lực yến ly thở dài một tiếng à thật sự là như vậy người này hóa ra lại khiến bảng lão gia bị liên lụy Bàng phụ lương liên tục cười khổ. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã bước lên bậc thềm, đến trước cửa chính. Yến Ly là người đầu tiên bước vào. Nhìn thấy thi thể, hắn không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ quan sát quanh phòng, rồi nhìn đàm phu nhân một lượt, nói thật sự trông giống như treo cổ tự vẫn mà chết. Yến chỉ chăm chú quan sát một lúc, rồi nói có phải tự sát hay không, cần phải kiểm tra mới biết được. Yến Ly lập tức nói, Chi phủ đại nhân lần này không mang Ngộ Tác đến, mau phái người đi gọi Ngộ Tác đến đây. Uông Hoài Vũ lộ vẻ khó xử, sáng nay nhận được công văn từ Vĩnh huyện, bên đó vừa xảy ra một vụ án mạng. Ngộ Tác của chi phủ nha môn đã được phái đến Vĩnh huyện, hiện giờ không có mặt ở đây. "Yến Ly à." lên một tiếng, rồi nói, "Vậy thì." "Không cần lo." Yến chỉ đột ngột lên tiếng, ba chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến mọi người an tâm. Yến Ly liền hỏi gấp, thất ca có cách nào sao? Yến chỉ gật đầu, Yến Ly hào hứng nói, ô, bên cạnh thất ca lại có thuộc hạ tài giỏi như vậy sao? Không phải thuộc hạ của ta, Yến chỉ đáp, rồi quay sang nhìn Tần Hoàn, cửu cô nương có thể giúp một tay được chứ? Yến Ly kinh ngạc đến nỗi suýt rớt cầm, cái gì? Cửu cô nương sao? Một cô nương như Tần Hoàn lại đi khám nghiệm thi thể sao? Tất nhiên là được. Khi mọi người còn đang do dự, Tần Hoàn đột nhiên tiến lên một bước, dứt khoát trả lời. Phục Linh bên cạnh vội vàng hỏi, tiểu thư, có cần chuẩn bị đồ nghề không? Tần Hoàn lắc đầu, rồi tiến lại gần chỗ đàm phu nhân đang nằm trên mặt đất. Sau khi nói xong, ánh mắt Tần Hoàn dừng lại ở khu vực mắt cá chân của đàm phu nhân. Da của đàm phu nhân trắng bệch, nhưng trên mờ u bàn chân đến mắt cá chân lại xuất hiện những vết thi ban màu đỏ tím nhỏ, lấm tấm. Tần Hoàn liền nói, người chết có thi ban đỏ tím ở mơ u bàn chân và mắt cá chân, xuất hiện dưới dạng các khối tròn và vệt cong. Thi thể đã bắt đầu có dấu hiệu cứng đờ, các chi đang dần trở nên cứng ngắc. Nói xong, Tần Hoàn đứng dậy, tiến tới đầu của đàm phu nhân. Nàng kiểm tra kỹ lưỡng búi tóc, sau đó nghiêng đầu thi thể để xem xét phía sau đầu và các ngũ quan. Đôi mày khẽ nhíu lại. Sau đó, Tần Hoàn bắt đầu kiểm tra phần cổ của đàm phu nhân cổ áo được cài kín, nàng nhẹ nhàng tháo bỏ bốn chiếc cúc phía trước. Lập tức, một vết lằn rõ nét hiện ra trên cổ đàm phu nhân. Tần hoàn quan sát vết lằn một lúc, rồi bất ngờ ngước mắt nhìn xung quanh. chương 288 Chỉ trong chớp mắt, Yến Trì đã cầm một chiếc đèn bước đến gần nàng. Tần hoàn liếc nhìn Yến Trì một cái, sau đó cúi đầu xem xét cẩn thận. Khi đèn được đưa lại gần, vết hằn trên cổ của phu nhân đàm càng hiện rõ. Người chết sắc mặt trắng bệch, nguyên nhân là do mạch máu ở cổ bị chèn ép. Ngoài ra, dưới mi mắt có những điểm xuất huyết nhỏ. Dấu vết dây treo trên cổ hiện rõ màu đỏ sẩm, trên cơ thể không có vết thương nào khác và cũng chưa phát hiện dấu hiệu trúng độc. Hiện tại, nguyên nhân tử vong duy nhất được xác định là vết thương do treo cổ. Vừa nghe xong, Uông Hoài Vũ nhíu mày hỏi thật sự là treo cổ tự tử sao? Tần Hoàn không ngừng đầu, giọng nói lạnh lùng đến thấu xương, người chết vì treo cổ, nhưng không nhất thiết là tự tử. Uông Hoài Vũ mím môi, không nói gì thêm, nhưng ghi nhớ kỹ từng lời của Tần Hoàn. Tần Hoàn cẩn thận kiểm tra vết thương trên cổ phu nhân đàm, rồi sau đó mở miệng bà ta ra để xem xét. Sau đó nàng nói, dấu hẳn trên cổ phía trước sâu hơn hai bên, phía sau lại không có dấu vết. Dây treo cổ để lại một vết hàn rõ ràng, màu tím xanh đều đặn, khớp với kích thước của giải lụa. Tuy nhiên, mặt ngoài dây lụa không có dấu rách. Từ đó có thể kết luận, người chết đích thực đã dùng chiếc đai lưng được mọi người chứng kiến để treo cổ. Dây treo nằm ngay trên ít hầu, đầu lưỡi người chết nằm phía sau răng, không lộ ra ngoài. Lưỡi và vùng xương xung quanh chỉ có tổn thương nhỏ, dấu xuất huyết không đáng kể đêm lạnh vốn đã khiến người ta dùng mình lời nói điềm tĩnh từng chữ rành mạch của tần hoàn như càng làm không khí trong phòng lạnh thêm vài phần nói xong nàng khẽ nhíu mày rồi cúi xuống xem xét đôi tay của phu nhân đàm thời điểm tử vong của người chết ước chừng khoảng hai canh giờ trước tức là từ giữa giờ mùi đến đầu giờ thân hôm nay vừa nói tần hoàn vừa cẩn thận kiểm tra tay của phu nhân đàm chân mày nàng nhíu càng chặt giữa giờ mùi và giờ thân khi đó ta vừa mới sắp xếp chỗ nghỉ cho nàng nàng nói muốn vào phòng nghỉ ngơi bàng phụ lương vội vàng lên tiếng vẻ mặt đầy lo lắng có thể thấy rõ ông rất buồn phiền vì đột nhiên xảy ra một cái chết như thế này bàng hoài vũ vừa ghi chép lại từng lời vừa thoáng nhìn thấy tần hoàn đang nhíu mày liền hỏi cửu cô nương có phát hiện gì sao tần hoàn ngừng lại một chút rồi nói trong phòng không hề có dấu vết rẫy rụa hay đánh nhau. Tay chân người chết cũng không có bất kỳ thương tổn nào từ bên ngoài. Nghe vậy, Uông Hoài Vũ nheo mắt, vậy có phải vẫn là tự tử bằng cách thắt cổ không? Tần Hoàn trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía Uông Hoài Vũ. Uông Chi Phủ chắc hẳn đã xử lý không ít vụ án và từng thấy nhiều trường hợp tự tử bằng cách thắt cổ. Dù có quyết tâm tự tử, người sắp chết vẫn sẽ trải qua đau đớn khôn cùng không thể vì tự nguyện mà bớt thống khổ đi được người treo cổ tự tử thường chịu đựng đau đớn tột cùng và khi đau đớn bản năng sẽ khiến họ dãy rùa thông thường khi cổ phải chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể vị trí dây thắt sẽ xuất hiện hiện tượng sung huyết xuất huyết điểm thậm chí da sẽ bị tổn thương không theo quy tắc lần này dù người chết bị treo cổ bằng đai lưng nhưng nếu thật sự có dãy rùa các điểm xuất huyết và hiện tượng sung huyết trên da sẽ xuất hiện nhiều hơn. Uông chi phủ, xin ngài xem qua. Tần hoàn chỉ vào cổ của phu nhân đàm, dấu dây treo như thế này rất sạch sẽ và gọn gàng. Uông hoài vũ bước sang phía khác của phu nhân đàm, cúi xuống quan sát, quả nhiên đúng như vậy. Là một chi phủ, những vụ án lớn nhỏ ở thành dự châu ông đều có dịp tiếp xúc. Dù không phải là ngỗ tác, chuyên gia khám nghiệm tử thi, ông vẫn nắm được những kiến thức cơ bản. Nghe Tần Hòa nói vậy, trong lòng Uông Hoài Vũ không khỏi có chút do dự. Vậy, cửu cô nương cho rằng nguyên nhân là gì? Tần Hoàn thoáng trầm ngâm, rồi nói, vẫn chưa thể xác định, nhưng có vài điểm rất kỳ lạ. Vừa nói, ánh mắt Tần Hoàn dừng lại ở chiếc đai lưng. Đó là một giải lụa mềm, đã được tháo xuống và đặt bên cạnh thi thể phu nhân đàm. Tần Hoàn tỉ mỉ quan sát chiếc đai lưng ngoại trừ phần thắt và điểm tiếp xúc với xà nhà có dấu hiệu ma sát các chỗ khác vẫn phẳng phiu như mới đôi mày của tần hoàn lại nhíu chặt lúc này uông hoài vũ đã không dám xem nhẹ năng lực của tần hoàn vội hỏi thế nào rồi tần hoàn ngước mắt nhìn uông hoài vũ ánh mắt thoáng do dự trừ khi phu nhân đàm khi thắt cổ đã không cảm nhận được đau đớn nếu không mọi chuyện không thể như thế này người bình thường khi chịu đau sẽ dãy rủa theo bản năng mà nắm lấy dây treo. Thế nhưng trên chiếc đai lưng này không hề có vết cao nào. Đây là phần bị ma sát với xà nhà, còn đây là chỗ thắt nút. Các phần khác hoàn toàn không có tổn hại nào. Đai lưng này là lụa hồ châu, một loại lụa rất dễ bị nhăn. Uông hoài vũ nheo mắt, nghe cũng hợp lý, nhưng có thể nào là nàng đã quyết tâm tự tử đến mức không phản kháng không? Tần hoàn thoáng ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu, Khả năng đó rất khó xảy ra, tỷ lệ rất nhỏ. Dù tỷ lệ nhỏ nhưng không phải không thể, bàng phụ lương đứng bên nói ý của cửu cô nương là vẫn có khả năng là tự sát. Thừa chi phủ đại nhân, sự việc xảy ra trong phủ của ta. Nhưng nếu nói nàng bị hại, ta thực sự không thể tin được. Nếu ta muốn hại người, tại sao lại để nàng chết trong chính phủ của mình? Chẳng phải đợi nàng rời khỏi đây rồi mới ra tay sẽ ổn thỏa hơn sao? lời nói này cũng có phần hợp lý. Uông Hoài Vũ thay đổi ánh mắt, hỏi, vậy có thể là người khác làm không? Bảng Phụ Lương cười khổ, làm sao có thể được? Trong phủ của ta chỉ có từng ấy người. Nếu thật sự có người cố ý hại nàng, thì người đó là ai? Nàng chẳng qua là một người bạn cũ của ta, ngay cả con trai lớn và con thứ hai của ta cũng không quen biết nàng. Còn vợ ta và con trai út thì lại càng không. Nếu nói là hại nhân, thì ai dám giết người trong nhà chủ đây? Nếu mọi chuyện đều có thể suy đoán theo lẽ thường, thì trên đời này đã không còn án mạng khó dài. Yến chỉ đột ngột lên tiếng, ánh mắt quét một vòng khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn bên cửa sổ. Chén trà trên bàn vẫn còn đầy nước, trước khi chết nàng muốn uống trà, nhưng tại sao nước lại chưa vơi đi chút nào? Vừa nói, Yến chỉ lại nhìn về chiếc đai lưng trên mặt đất vị phu nhân này thoạt nhìn trang phục chìm chu dáng vẻ có tu dưỡng người như vậy làm sao có thể tháo đai lưng của chính mình để thắt cổ chiếc đai lưng này trông giống như được sử dụng trong tình huống cấp bách bất đắc dĩ lời của yến trì khiến ánh mắt của tần hoàn sáng lên tần diễm và tần sương cũng không khỏi hiện vẻ kinh ngạc trong ánh mắt những lời này hoàn toàn trùng khớp với những gì tần hoàn đã nói trước đó bây giờ yến trì lặp lại quả thực không có điểm nào khác biệt thế tử điện hạ nói cũng có lý uông hoài vũ đứng dậy bước tới gần chiếc chén trà quan sát cẩn thận rồi nhấc lên chiếc ấm trà trên bàn sau đó ông nhíu mày nói trong ấm trà cũng còn đầy xem ra đúng là chưa hề đụng tới nước trà nói xong uông hoài vũ quay sang nhìn bằng phụ lương bằng lão gia người này rốt cuộc là ai hôm nay nàng đã làm những gì khi đến phủ nghe vậy gương mặt bàng phụ lương lộ ra nụ cười khô. Ông liếc nhìn Lưu Nhân Lệ trước khi trả lời. Bàng phụ lương thở dài, ai, ban đầu ta không định nói ra, vì đây không phải chuyện gì tốt. Nhưng giờ sự việc đã tới nước này, ta đành phải nói thật. Khi bàng phụ lương nói vậy, Tần Hoàn cũng đứng lên. Ông nhìn quanh phòng, gượng cười rồi tiếp tục. Mong nhị vị điện hạ, chi phủ đại nhân và tần thế tử thông cảm. Khi nãy ta đã giấu giếm một chút, Vị phu nhân này, thực ra là sư phụ thanh quân của gánh hát song thanh ban, người từng quản lý đoàn hát này. Nghe đến đây, đừng nói là tần xương, ngay cả yến chỉ cũng không khỏi thoáng giật mình. Bảng phụ lương cười khổ, chư vị đều biết, bảng gia ta làm nghề buôn bán. Nhiều năm trước, ta tình cờ gặp và quen biết lão bầu gánh thanh quân lúc đó. Lúc đó, song thanh ban vừa nổi danh ở phương Bắc. Năm ấy, ta bỏ ra một số tiền để mời cả đoàn hát xong thanh ban biểu diễn. Nhờ đó mà ta làm thành hai thương vụ lớn, khi ấy, lão bầu gánh thanh quân cũng hiểu rõ điều này. Khi đó, ta coi xong thanh ban như chỗ dựa lớn nhất để thành công trong kinh doanh, vì vậy ta trả thù lao rất hậu hĩnh. Song thanh ban rất hài lòng với số thù lao, còn ta thì cũng vui mừng vì làm ăn thuận lợi. Về sau, có nhiều lần song thanh ban từ chối các đoàn khác nhưng lại đến Dự Châu biểu diễn riêng cho ta. Do thường xuyên qua lại, chúng ta từ mối quan hệ làm ăn đã trở thành bạn bè thân thiết. Về sau, gần như mỗi dịp Tết đến, ta đều mời Song Thanh Ban tới Dự Châu. Trong dịp Tết, bất kể là chuẩn bị tiệc hay kết giao bạn bè, sự xuất hiện của Song Thanh Ban đều giúp ta nâng cao vị thế. Sau này, Song Thanh Ban chuyển giao cho Thanh Ly quản lý, nhưng ta vẫn giữ thói quen mời họ. Năm nay cũng vậy, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện với Thanh Ly. Nói đến đây, bàng phụ lương khẽ thở dài, ánh mắt hiện rõ vẻ đau thương. Khi nghe tin Thanh Ly gặp chuyện, ta đã đoán rằng lão bầu gánh Thanh Quân sẽ tới, nhưng không ngờ nàng lại đến nhanh như vậy. Vừa đến, nàng đã chất vấn ta về sự việc, nên ta phải giải thích rõ ràng. Hai người họ, dù tuổi tác không tranh lệch nhiều, nhưng tình thầy trò lại rất sâu nặng. Ta với lòng thông cảm đã giải thích nhiều lần, nhưng về sau. Sau đó, Thanh Quân nói rằng từ khi Thanh Ly rời khỏi Song Thanh Ban, mọi thứ trong Đoàn Hát đã rối loạn. Hiện giờ, chi phủ đã bắt giữ hai vai chính của Song Thanh Ban, nên họ không biết liệu Đoàn Hát có thể tiếp tục hoạt động hay không. Ý nàng ta hiểu rất rõ, nên ta bảo rằng nếu Song Thanh Ban cần giúp đỡ gì, cứ việc nói với ta. Nàng cũng không khách sáo, lập tức đưa ra yêu cầu. Nếu là yêu cầu khác thì không nói làm gì, nhưng nàng lại muốn ta nhượng lại thập phương khách điếm ở Dự Châu. Nghe vậy, Uông Hoài Vũ kinh ngạc, còn bằng phụ lương thì vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Đòi tiền thì ta có thể đáp ứng, nhưng làm sao ta có thể nhượng lại thập phương khách điếm được? Đặc biệt là muốn chính khách điếm duy nhất ở Dự Châu. Dự Châu là quê hương của ta, và khách điếm này là thành quả mà ta gầy dựng từ khi khởi nghiệp, làm sao ta có thể đồng ý được? khi đó ta cố nén giận không đồng ý yêu cầu của nàng mà chỉ sắp xếp chỗ ở để nàng tạm trú vì chuyện của song thanh ban vẫn chưa điều tra xong ta cũng nói nàng có thể suy nghĩ về những yêu cầu khác chờ khi mọi việc sáng tỏ rồi hãy bàn tiếp nhưng không ngờ rằng bảng phụ lương thở dài thật sâu không ngờ nàng lại đi thắt cổ tự tử yến chỉ bất chợt hỏi lão bầu gánh rời khỏi song thanh ban từ khi nào không ai ở đây nhận ra Thanh Quân, điều đó chứng tỏ bà ta đã rời đi từ rất lâu, chứ không phải mới đây. Bàng Phụ Lương suy nghĩ rồi đáp, có lẽ vào khoảng 8 hoặc 9 năm trước. Khi đó, bà ấy vừa bước sang tuổi 40 và đã không còn luyện được những vai diễn khó nữa. Thanh Ly khi ấy cũng chuẩn bị tiếp quản, năm đó, Thanh Quân quyết định rút lui sau một tai nạn bất ngờ trên sân khấu. 8, 9 năm trước khi ấy Tần Diễm và Yến Ly còn là những thiếu niên, không thường xuyên lui tới các gánh hát hay nơi náo nhiệt. Còn Yến Trì thì đã sớm ra chiến trường, càng không liên quan gì đến sự xa hoa, phù phiếm nơi kinh thành. Sau khi lão bầu gánh rời xong thanh ban, các ngươi còn giữ liên lạc không? Yến Trì lại hỏi, bảng phụ lương gật đầu, những năm đầu, chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc, tình cảm cũng rất tốt. Có thể nói bà ấy là bạn cũ, hơn nữa, bà ấy là người định châu nơi đó cách đây không xa vì vậy mỗi năm chúng ta vẫn gặp nhau một hai lần những năm gần đây khi mời xong thanh ban ta cũng mời bà ấy tới có lúc bà ấy đồng ý nhưng cũng có khi không đến năm nay đáng lẽ bà ấy không định đến nhưng ngay sau khi xảy ra sự việc bà ấy đã lập tức đến đây chứng tỏ bà ấy không ở xa dự châu yến ly đột nhiên lên tiếng dù chuyện này rất nghiêm trọng nhưng anh ta chỉ dựa vào khung cửa, khoanh tay, dáng vẻ ung dung. Nhìn thoáng qua, trên mặt Yến Ly luôn hiện nụ cười như có như không. Tuy nhiên, dáng vẻ của hắn lại khiến người khác cảm thấy khó đoán và khó chịu. Nhưng kỳ lạ thay, điều đó lại không làm hắn trông bất lịch sự chút nào. Bàng Phụ Lương lại cười khổ, khi bà ấy tới hôm nay, ta cũng đã nghĩ bà ấy sẽ giải thích, nhưng rốt cuộc bà ấy không nói gì. Uông Hoài Vũ nhíu mày, bà ấy trách ngươi vì cái chết của thanh ly sao thậm chí còn đòi ngươi một khoản tiền vậy hôm nay bà ấy đã làm những gì trong phủ ngươi bảng phụ lương đáp bà ấy tới phủ vào khoảng giờ tị hôm nay năm xưa bà ấy cũng quen biết lưu vận sau khi nói chuyện với bà ấy mà không đạt được kết quả gì ta gọi lưu vận đến để cùng ăn cơm với chúng ta ăn cơm xong chúng ta trò chuyện thêm một lúc thì đã quá chưa vì có sự hiện diện của Lưu Vận, bà ấy không tiện tranh luận với ta, nên đã đi về chỗ ở mà ta sắp xếp trước đó. Sau đó, ta không gặp lại bà ấy lần nào nữa. Bà ấy đến một mình, không mang theo bất kỳ người hầu nào sao? Bảng phụ lương gật đầu, dù bà ấy là người từ đoàn hát ra, tuổi đã lớn, nhưng các vị cũng thấy đấy, nhìn bà ấy trẻ hơn so với tuổi thực của mình. Thời trẻ, bà ấy có một thân võ nghệ giờ đây dù không còn như trước nhưng vẫn rất cứng cỏi bà ấy đi đâu cũng một mình không giống những nhà khác có người hầu theo sau bảng phụ lương vừa nói vừa liếc nhìn thi thể của thanh quân trên mặt đất sau khi giải nghệ bà ấy tự đổi họ thành họ đàm nhờ những năm tháng dành dụng được không ít tiền bạc cuộc sống của bà ấy vẫn khá thoải mái lần này bà ấy yêu cầu như vậy có lẽ cũng là vì muốn giúp đỡ song thanh ban yêu cầu quá mức của thanh quân quả thật khiến người ta bực bội, nhưng bảng phụ lương vẫn dành cho bà ấy một lời tốt đẹp. Những người trong phòng nghe vậy cũng cảm thấy xúc động, uông hoài vũ lên tiếng. Hóa ra sự tình là như vậy. Chuyện của song thanh ban đã điều tra được một phần, có khả năng cao đây chỉ là tai nạn, không phải do đại đệ tử hại sư phụ. bảng phụ lương thoáng kinh ngạc, rồi thở phào, thế thì tốt quá đệ tử hại sư phụ luôn là chuyện khiến người ta thất vọng và đau lòng uông hoài vũ gật đầu nhìn về phía thi thể thanh quân trên mặt đất cửu cô nương nếu thật sự không tìm được chứng cứ cho thấy đây là vụ mưu sát thì chỉ có thể kết luận là tự tử bằng cách thắt cổ như tình hình hiện tại không có cách nào cha thêm như chúng ta đã nói nếu bà ấy bị đánh ngất trước khi treo cổ thì trên cơ thể lẽ ra phải có vết thương nhưng lại không thấy dấu vết nào cả Ánh mắt Tần Hoàn trở nên nghiêm nghị, theo luật Đại Chu, mọi vụ án đều phải dựa trên chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, không thể kết luận đây là một vụ mưu sát. Nhân lực của nhà phủ có hạn, không thể chỉ dựa vào vài nghi ngờ mà huy động tất cả đi điều tra. Ngay cả khi Yến chỉ cũng có những nghi ngờ tương tự, điều đó cũng không thay đổi được gì. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 289. Tần Hoàn tạm thời không lên tiếng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào trong căn phòng không có mùi hương của khói mê còn trà kia thì sao tần hoàn bước đến cạnh ấm trà nhấc chén trà lên và đưa lên mũi người nhẹ một lúc sau nàng đặt chén trà xuống nhận thấy đây chỉ là nước trà bình thường huống hồ thanh quân còn chưa uống qua vậy thì nguyên nhân có thể là gì đây tần hoàn thoáng trầm tư chẳng lẽ thực sự là tự treo cổ mà không hề có chút dãy rộ nào nhưng một người đang sống sờ sờ, làm sao có thể chết vì nghẹt thở mà không để lại bất kỳ dấu vết phản kháng nào? Không lẽ, chỉ cần một cú va chạm vào ghế là đã bất tỉnh? Cửu cô nương, Uông Hoài Vũ lên tiếng gọi nàng. Tần Hoàn quay người lại, phát hiện tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình. Nàng mím môi, chậm rãi nói, "Hiện tại chưa đủ căn cứ để khẳng định nàng bị sát hại hay tự tử. Nếu muốn xác định rõ ràng, chỉ còn một cách duy nhất. Tần Hoàn vừa dứt lời, Uông Hoài Vũ vội hỏi, cách nào? Mổ khám nghiệm thi thể." Tần Hoàn bình tĩnh nhìn mọi người, giọng nói lạnh lùng và kiên định. Giọng nói của nàng đầy chắc chắn, cả căn phòng im lặng như tờ. Uông Hoài Vũ nhìn Tần Hoàn, ngập ngừng nói, "Mổ thi, cửu cô nương, ngỗ tác của phủ nha hiện đang ở Vĩnh huyện, ở đây không có ai biết khám nghiệm tử thi cả." Tần Hoàn không đáp lời, chỉ nhìn Uông Hoài Vũ, trong khi đó Phục Linh không nhịn được mà lên tiếng, không cần mộ tác của phủ nha, tiểu thư nhà ta cũng có thể tự mình khám nghiệm thi thể. Uông Hoài Vũ liếc nhìn Phục Linh, hắn biết Phục Linh là nha hoàn của Tần Hoàn, nhưng lời nàng vừa nói khiến hắn khó mà tin được, cửu cô nương mà cũng biết khám nghiệm. Khám nghiệm thi thể chẳng phải là phải mổ, người sao? Uông Hoài Vũ là một động tác minh họa, như thể ám chỉ việc phải mổ phần ngực và bụng của người chết tần hoàn khẽ gật đầu bình tĩnh đáp ta biết uông hoài vũ trợn tròn mắt nhìn tần hoàn những người khác cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin của nàng việc nàng không sợ người chết đã khiến người ta sửng sốt giờ đây còn dám mổ bụng người chết chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó cũng khiến uông hoài vũ cảm thấy khó mà đối diện được Tần Sương không biết rằng Tần Hoàn lại dám mổ khám nghiệm thi thể. Nhưng có lẽ sau thời gian dài ở cùng nhau, nàng đã vô thức xem mình và Tần Hoàn là cùng một phe. Lúc này, theo bản năng, nàng lên tiếng bảo vệ, Uông um Đại Nhân không cần nghi ngờ. Nàng chính là tiểu y tiên nổi danh nhất Cẩm Châu. Căn bệnh lâu năm của công chúa quá dài trong phủ An Dương Hầu cũng là nhờ nàng chữa khỏi. Đừng nói đến người chết, người sống nàng cũng dám mổ mà. Tần Sương vì quá xúc động mà lỡ lời phóng đại, vừa nói xong, nàng đã cảm thấy hơi trột dạ, vì bản thân cũng không biết Tần Hoàn Liệu có khám nghiệm ra điều gì hay không. Nếu lát nữa xảy ra sơ suất gì, nàng biết phải làm thế nào đây? Dù lo lắng là vậy, nhưng khi Uông Hoài Vũ nhìn qua, Tần Sương vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn nín thở để chấn định bản thân. Tiểu Y Tiên, Uông Hoài Vũ liếc nhìn Tần Hoàn, Hỏi với vẻ bán tín bán nghi, "Cửu cô nương, nàng thực sự dám mổ khám nghiệm thi thể sao?" Tần Hoàn khẽ gật đầu, khiến Uông Hoài Vũ sững người một lúc, rồi quay sang nhìn Yến Trì. Trong ánh mắt Yến Trì lấp lánh sự tự tin, thậm chí còn phảng phất chút ý cười. Hắn nói, "Ta tin cửu cô nương, cứ mổ khám nghiệm đi, có được kết quả rõ ràng, mọi người mới có thể yên tâm." Uông Hoài Vũ liền gật đầu đáp, "Vậy được." Cửu cô nương cần chuẩn bị những gì? Tần Hoàn nhìn quanh căn nhà, rồi nói, đưa thi thể ra ngoài sân, xung quanh thi thể phải che chắn kín, bên trong thắp đèn sáng. Thanh quân vừa mới qua đời không lâu, nếu tiến hành mổ nhiệm trong phòng, sợ rằng căn nhà này sẽ bị nhiễm huyết khí khó mà tan biến. Uông Hoài Vũ cũng nghĩ đến vấn đề này, không khỏi thầm khen Tần Hoàn cẩn thận chu đáo. Hắn quay sang nhìn bằng phụ lương, ý bảo ông ta nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Mọi việc đã đến bước này, Bàng Phụ Lương cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện. Ông ta liếc nhìn Tần Hoàn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Là người buôn bán lâu năm, ông ta luôn tự hào về khả năng nhìn người của mình, hiếm khi nhìn lầm. Nhưng lần này, ông cảm nhận rõ, vị cửu cô nương không xuất thân từ hầu phủ này thực sự không phải người đơn giản. "Đại nhân, xin chờ một chút, ta sẽ lập tức sai người đi chuẩn bị." Bàng Phụ Lương vừa dứt lời liền quay người đi sai bảo người làm. Ở bên này, Tần Hoàn cũng căn dặn Phục Linh trở về lấy đồ. Chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ, Phục Linh đã thở hổn hển quay lại sân. Trong sân, hàng loạt đuốc được thắp sáng, chiếu rực cả tiểu viện. Thi thể được đặt lên một tấm thảm dày bên ngoài, xung quanh dựng bốn tấm bình phong để che chắn, tránh cho mọi người phải chứng kiến cảnh tượng không thoải mái. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Tần Hoàn lấy đôi bao tay mà Phục Linh mang tới, sau đó bảo nàng vén tay áo mình lên. Tiếp đó, nàng rút ra Hàn Nguyệt, con dao sắc bén phản chiếu ánh sáng. Nhìn thấy Hàn Nguyệt, Yến Ly người đứng lặng hồi lâu khẽ nhau mắt, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu. Xin mời Uông Đại Nhân theo ta cùng chứng kiến. Yến chỉ ban đầu định cùng vào với Tần Hoàn, nhưng không gian bên trong khá nhỏ, hơn nữa Uông Hoài Vũ với tư cách là chi phủ dự châu, lại là người phù hợp nhất để chứng kiến. Sau một thoáng do dự, hắn quyết định không vào. Tần Hoàn và Uông Hoài Vũ bước vào, tấm bình phong được khép lại ngay sau đó. Qua khe hở, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Tần Hoàn đang ngồi xổm bên thi thể, còn chi tiết thì không thể nhìn rõ. Những người đứng bên ngoài mỗi người mang một sắc thái khác nhau, chờ đợi trong yên lặng. Chẳng mấy chốc, mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Tần Sương nín thở, tay kéo lấy Phục Linh, hỏi nhỏ, tiểu thư nhà ngươi. Trước đây, đã từng làm việc này rồi phải không? Đôi mắt Phục Linh đảo một vòng, nhìn trái rồi nhìn phải, cười hì hì. Nô tỳ cũng không rõ đâu, nhưng lục tiểu thư vừa mới nói, tiểu thư ngay cả người sống cũng dám mổ mà. Ta, ta chỉ là dọc Tần Sương cao lên, nhưng sau đó liếc nhìn bằng Phụ Lương và Lưu Nhân Lệ, nàng nhanh chóng hạ giọng, nói khẽ ta chỉ là muốn giúp nàng nói đỡ vài câu thôi, ngươi có mốc không? Ta biết nàng giỏi y thuật, có thể xem xương cốt, nhưng làm sao ngờ được nàng còn dám làm cả việc này. Tiểu thư khuê các bình thường đến con gà còn không dám giết, vậy mà nàng lại dám mổ cả người chết. Giọng nói của tần xương khẽ run rẩy. ở bên cạnh, tần diễm hỏi với vẻ nghiêm nghị, cửu muội ở cẩm châu rốt cuộc đã làm những gì? Tần Diễm quay sang nhìn Phục Linh, giọng nói có phần nghiêm trọng nếu là tần sương phục linh có thể qua loa cho xong nhưng trước tần diễm nàng chỉ cảm thấy lo sợ cúi đầu lý nhí chỉ là chỉ là giúp mộ điện hạ và hoắc chi phủ giải quyết việc tần diễm lập tức nhíu mày trước khi hắn đến cẩm châu vụ án liên quan đến an dương hầu phủ và tống quốc công phủ đã lan truyền đến kinh thành dù án xảy ra ở nơi xa như cẩm châu nhưng khi ấy vẫn gây chấn động lớn ở kinh đô An Dương Hầu phủ vốn dĩ là gia tộc lớn với công lao quân sự qua nhiều thế hệ, lại có công chúa quá dài chân dữ. Còn Tống quốc công phủ thì càng là danh gia vọng tộc bậc nhất kinh thành. Ngoài tước vị quốc công gia, nữ nhi của tống gia còn là phi tần trong cung, không chỉ được ban phong hào mà còn hạ sinh ngũ hoàng tử yến quần cho thánh thượng. Ngũ hoàng tử hiện tại mẫu bằng tử quý, tương lai đại chu sẽ rơi vào tay vị hoàng tử nào vẫn còn là ẩn số. Vụ án liên quan đến hai nhà này khiến nhiều người trong kinh thành toát mồ hôi thay cho Chi phủ Hoắc Hoài Tín. Làm tốt sẽ được khen thưởng, nhưng xử lý không ổn sẽ mang tội lớn. Hơn nữa, đây là một vụ án liên quan đến mạng người, thường cần nhiều thời gian để phá giải. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, cả An Dương hầu phủ và Tống Quốc công phủ đều sẽ không tha cho Hoắc Hoài Tín. Thế nhưng, Hoắc Hoài Tín lại dường như chỉ mất chưa đầy nửa tháng để tìm ra hung thủ. Khi tin tức này truyền về kinh thành, mọi người đều bàn tán sôi nổi. Thành tích năm nay của Hoắc Hoài Tín chắc chắn sẽ được đánh giá cao và con đường thăng tiến của ông ta trong tương lai cũng đầy triển vọng. Khi đó, Tần Diễm không hay biết gì, nhưng hôm nay nghe lời Phục Linh, dường như vụ án này có công lao không nhỏ của Tần Hoàn. Nghĩ đến đây, Tần Diễm nhìn về phía tấm bình phong và thân ảnh mảnh mai đằng sau đó, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. Phụ thân thường nói, tuy tuổi còn trẻ nhưng nàng đã có nhãn lực nhìn người rất sắc sao. Nhưng giờ đây, Tần Diễm cảm thấy bản thân vẫn còn có chút trầm hiểu. Dùng mạo và phong thái của Tần Hoàn, hắn đã nhìn thấy rõ, nhưng nếu chỉ so sánh nàng với các muội muội khác thì thật là quá xem thường. Tài trí, y thuật và khả năng khám nghiệm thi thể của nàng khiến Tần Diễm nhận ra, không thể tiếp tục nhìn Tần Hoàn như một nữ nhi khuê các thông thường được nữa thời gian chờ đợi dường như dài đằng đẵng nhưng không ai dám lên tiếng thúc giục bảng phụ lương và bảng hữu đức đứng một bên cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh lưu nhân lệ với tư cách là một quan viên nghiêm túc lại càng không dám để lộ bất kỳ cảm xúc nào người có vẻ thoải mái nhất là yến trì và yến ly khu vực khám nghiệm thi thể được đặt trên nền đá xanh dưới bậc thềm trong sân yến trì đứng trên bậc thang ánh mắt không rời khỏi tấm bình phong đáy mắt hắn tràn đầy sự điềm tĩnh và tin tưởng, như thể hắn chắc chắn rằng Tần Hoàn sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong quá trình kháng nghiêm. Hàn Nguyệt à, Thất Ca, đột nhiên, Yến Ly lặng lẽ bước đến bên cạnh Yến Trì. Hàn Nguyệt là bảo vật mà hoàng tổ mẫu ban cho Thất Ca, vậy mà Thất Ca lại đưa cho cửu cô nương. Yến Trì vừa định giải thích, Yến Ly đã tiếp lời, "À, hóa ra ta hiểu lầm Thất Ca rồi." Yến chỉ không rõ Yến Ly lại đang tính nói điều gì, bèn chọn cách im lặng. Nhưng Yến Ly vẫn tiếp tục, lần trước, thấy thất ca chú ý đến cửu cô nương, thậm chí còn đưa nàng đi cùng Uông Chi Phủ điều tra vụ án. Ta cứ nghĩ thất ca coi trọng dung mạo và khí chất bình tĩnh của nàng. Khi ấy ta còn tưởng thất ca có ý gì với nàng. Yến chỉ khẽ nhíu mày, cảm giác như có điều gì đó không đúng. Giờ thì ta đã hiểu rồi. Hóa ra cửu cô nương từng chữa khỏi bệnh lâu năm cho cô nãi nãi. Nàng không chỉ giỏi y thuật, mà còn có thể dùng y thuật để mổ khám nghiệm thi thể. Thất ca chắc hẳn một phần vì cảm kích nàng đã chữa khỏi bệnh cho cô nãi nãi, một phần khác vì muốn. Tích tài. Thất ca vốn nổi danh là người tích tài trong quân, không ngờ về đây vẫn giữ nguyên bản tính ấy. Yến chỉ càng nhíu chặt mày, cảm giác Yến Ly đã bắt đầu nói linh tinh. Chương 290 hạnh hoa xuân là loại rượu nổi danh ở dự châu vị ngọt thuần hương thơm ngào ngạt không gắt nơi cổ họng tuy tác dụng chậm nhưng hiệu quả lại mạnh mẽ uông hoài vũ nhìn bàng phụ lương với ánh mắt kỳ lạ khẽ nói đợi cửu cô nương ra rồi hãy bàn tiếp bàng phụ lương bị ánh mắt của uông hoài vũ làm cho cảm thấy lạnh cả sống lưng rõ ràng ánh mắt ấy đang hoài nghi hắn đang lúc bàng phụ lương còn mải suy nghĩ bỗng bình phong bị đẩy ra Tần Hoàn bước ra, trên tay cầm một chiếc chén nhỏ, đó chính là chiếc chén vừa dùng để đốt hương. Giờ đây, chấp chén có một thứ chất lỏng màu nâu đen khó mà diễn tả. Trên chán Tần Hoàn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, nhưng so với lúc nói chuyện với Uông Hoài Vũ, nàng giờ đây đã chấn tĩnh hơn nhiều. Đôi tay nàng đầy vết máu, nhìn có chút đáng sợ. Trên tà váy cũng loang lổ vệt máu đỏ thẫm, giống như hoa mai đỏ rực giữa nền tuyết trắng vừa yêu diễm lại phảng phất chút ma mị. Bàng phụ lương nhìn tần hoàn, rồi lại liếc sang uông hoài vũ bên cạnh, người trông vẫn còn chút hồi hộp. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh không giống người thường của tần hoàn, hắn run dày hỏi, cửu cô nương, đây là thứ gì vậy? Tần hoàn bước lên vài bước, phía sau, yến chỉ đứng trên bậc thang cũng chậm rãi bước xuống. Đây là thứ được lấy ra từ dạ dày của người chết. Lời vừa dứt, Yến Ly, người đang định bước vào từ cổng viện lập tức khựng lại trong sân ngoài yến trì những người còn lại đều biến sắc tần hoàn tiếp tục khi mổ khám nghiệm thi thể ta phát hiện bên trong cổ họng người chết có dấu hiệu xuất huyết gốc lưỡi bị ép ngược chặn đường khí quản dẫn đến ngạt thở rồi chết điều này càng khẳng định nguyên nhân cái chết là đúng như vậy khi tần hoàn nói xong tần sương đứng một bên bỗng cảm thấy lạnh dọc sống cổ ý của Tần Hoàn chẳng lẽ là nàng đã mổ cổ của Thanh Quân? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Tần Sương theo bản năng lùi lại một bước. Bên này, Tần Hoàn tiếp tục, nhưng điều này chỉ để xác định nguyên nhân cái chết. Điều chúng ta cần biết là người chết tự vẫn hay bị sát hại, và câu trả lời nằm trong chiếc chén này. Thức ăn trong dạ dày của người chết vẫn chưa tiêu hóa hết, hơn nữa trong đó còn có mùi rượu. Vừa nói, Tần Hoàn vừa đưa chiếc chén ra trước một mùi chua khó chịu bốc lên, nhưng đúng là có thoang thoảng mùi rượu trong đó. Bàng Phụ Lương theo bản năng lùi lại, nói: "Uống rượu lúc ăn sáng thì có gì lạ đâu?" Tần Hoàn lắc đầu, điều kỳ lạ không nằm ở mùi rượu, mà là trong đó còn có độc của hoa dương kim. Lời vừa dứt, mọi người sững sờ. Hoa dương kim là loại độc gì vậy? Dương kim hoa chính là loại cây mà mọi người quen gọi là mạn đà la. Tần Hoàn bổ sung thêm một câu, khiến mọi người lập tức hiểu ra. Tuy vậy, ai nấy đều nhíu mày, Mạn Đà La vốn là loại kịch độc, theo lời đồn, người bị nhiễm độc thường có sắc mặt xanh tím, móng tay đen sạm. Nhưng Thanh Quân dường như không có những dấu hiệu đó. Tần Hoàn tiếp lời, "Mạn Đà La tuy là chất độc chí mạng, nhưng với liều lượng nhẹ, nó chỉ gây tê liệt và đau đầu. Trong trường hợp bình thường, triệu chứng sẽ tự hết sau một ngày." Nhưng nếu loại độc này trộn lẫn với rượu trắng, độc tính sẽ thay đổi. Chỉ cần lượng độc bằng khoảng 3 tiền, người trúng độc sẽ bị tác động theo mức rượu ngấm vào. Ban đầu họ sẽ tưởng mình chỉ say rượu, nhưng cuối cùng hơn nửa sẽ rơi vào trạng thái hôn mê không tỉnh lại. Nói đến đây, Tần Hoàn quay đầu nhìn lại, trong phòng có trà, có lẽ Thanh Quân nghĩ mình chỉ say rượu nên định dùng trà để giải rượu. Nhưng còn chưa kịp uống, nàng đã ngã vào trạng thái hôn mê. Hùng thủ đã lợi dụng lúc đó để vào phòng, dàn dựng cảnh thanh quân treo cổ tự vẫn. Đó cũng là lý do chúng ta không thấy dấu vết dãy ruộng nào trên cơ thể người chết. Ngừng một chút, Tân Hoàn trầm giọng nói, người chết đã bị mưu sát. Và hung thủ, đang ở trong thanh huy viên này. Nghi phạm khó tìm, gặp nhau trong đêm tối. Người chết là bị sát hại, hung thủ hiện đang ở trong thanh huy viên này. Giọng nói rõ ràng, trầm ổn của tần hoàn khiến cả viện lạnh sống lưng. Quả thực đây là một vụ án giết người. Tần hoàn đưa chiếc chén trong tay cho Uông Hoài Vũ, hắn vội vàng nhận lấy. Nàng tiếp tục nói, hoa mạn đà la không phải loại thường thấy. Phần lớn mọi người đều biết nó có độc, dù rằng độc mạn đà la trộn với rượu trắng sẽ gây hôn mê, nhưng hung thủ không nhất thiết bỏ độc vào bình rượu. Bởi lẽ, bàng lão gia và lưu vận cung cũng uống rượu đó, nhưng họ không bị trúng độc. Điều này chứng tỏ, độc không nằm trong bình rượu mà ở trong thức ăn chỉ người chết dùng. Vừa nói, Tần Hoàn vừa tháo lớp bọc tay dính máu xuống, thấy trên tay nàng vẫn còn vết máu, Uông Hoài Vũ có chút ngượng ngùng, vội nói, "Vâng, vâng, cửu cô nương nhắc ta đã ghi nhớ. Hôm nay thật may nhờ có cửu cô nương." Tần Hoàn lắc đầu, không nói gì. Lúc này, Yến Trì bước lên trước, nói, "Nếu đã xác định đây là vụ án giết người, Uông đại nhân nên chú tâm hơn. Song thanh ban cần tiếp tục bị thẩm tra, và bên này cũng không được lơ là. Bàng phủ cất giấu một hung thủ có ý đồ giết người quả là không ổn. Uông Hoài Vũ gật đầu, rồi quay sang Tần Diễm, hỏi, nghe nói ngày mai Tần Thế Tử định lên đường. Tần Diễm nhìn thoáng qua phía sau Bình Phong, chậm rãi đáp, đúng là dự định đi vào ngày mai. Nhưng giờ xảy ra án mạng, e rằng chúng ta khó mà rời khỏi đây uông hoài vũ cười gượng theo quy củ thì đúng là vậy nhưng mà uông hoài vũ liếc nhìn yến trì nhưng với sự hỗ trợ của cửu cô nương lần này chắc hẳn không liên quan gì đến các vị nếu người nhà tần thị thực sự có liên quan đến án mạng liệu tần hoàn còn ra sức giúp đỡ như vậy tần diễm liếc nhìn tần hoàn sau đó nghiêm túc nói vẫn nên tuân thủ theo quy củ uông đại nhân tin chúng ta nhưng người khác chưa chắc đã vậy chỉ bằng điều tra rõ ràng, tránh để lại hậu hỏa. Từ lúc bị chậm trễ ở Bách Thảo Viên, Tần Diễm không còn vội vàng quay về kinh thành. Hiện giờ mới đầu tháng Chạp, mà đường đến kinh thành chỉ mất vài ngày. Nếu có thể về đến kinh trước Tết Nguyên Đán thì không gì tốt hơn. Hơn nữa, hầu phủ và Bàng gia vốn có quan hệ bạn cũ, mà Lưu Nhân Lệ lại là người được thái tử tín nhiệm. Giờ đây, hai người này lại có liên quan đến vụ án mạng khiến Tần Diễm không thể yên tâm. Trong triều đình, khi mọi việc yên ổn thì không sao, nhưng hễ có biến động, những chuyện xưa bị đào bới ra đều có thể trở thành mối nguy trí mạng. Vì vậy, Diễm quyết định thận trọng, định ở lại để xem rốt cuộc bằng phủ và lưu nhân lệ có vấn đề gì. Nếu cả hai trong sạch thì tốt, nhưng nếu có điều khuất tất, Tần Diễm tuyệt đối không muốn rước họa vào thân. Hơn nữa, nếu lúc này rời đi mà Uông Hoài Vũ không tìm ra hung thủ, chẳng phải họ sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ hay sao? Suy đi tính lại, Tần Diễm nhanh chóng đưa ra quyết định. Uông Hoài Vũ nở nụ cười, nói, thế thì tốt quá. Chỉ là có chút làm phiền thời gian của thế tử. Tần Diễm lắc đầu, không nói gì. Lúc này, Uông Hoài Vũ quay sang bảng phụ lương, nói, bảng lão gia, hiện tại đã là một vụ án mạng nghiêm trọng, không thể xem nhẹ được ta sẽ cho người đến, sau đó từng hạ nhân trong phủ đều phải được hỏi chuyện. Sắc mặt bàng phụ lương thoáng chốt lo âu và căng thẳng. Rõ ràng, ông ta chưa từng nghĩ rằng trong phủ mình lại xảy ra một vụ án mạng. Nghe lời Uông Hoài Vũ, ông ta sững sờ trong giây lát rồi mới gật đầu liên tục, được, được, nhờ cậy Uông Đại Nhân. Uông Hoài Vũ nhìn bàng phụ lương một lượt, thấy ông không có vẻ gì là giả bộ, liền vỗ nhẹ lên vai ông ta đừng lo lắng, vụ án vừa mới xảy ra, điều tra ngay từ đầu thì khả năng tìm ra chân tướng là rất cao. Bàng phụ lương cười hưởng, chỉ mong có thể điều tra rõ ngay lúc này. Ý ông ta là muốn khẳng định mình không có hiểm nghi. Uông Hoài Vũ gật đầu đáp, người của phủ nha chưa đến, trước tiên ông hãy cử vài người canh giữ cửa viện, sau đó quay về tiền viện chờ. Nói xong, Uông Hoài Vũ quay sang Tần Hoàn, nói, cửu cô nương xin hãy về chuẩn bị rửa mặt và chỉnh trang lại. Một lát nữa có thể sẽ cần hỏi đến cô nương. Tần Hoàn gật đầu, quay sang nhìn Tần Diễm. Tần Diễm liền nói, để lục muội đi cùng muội về chuẩn bị. Tần Hoàn khẽ ừm một tiếng, vừa định bước đi thì theo bản năng quay lại nhìn Yến Trì. Yến Trì liền cất giọng, cửu cô nương vất vả rồi, cứ đi trước đi. Tần Hoàn gật đầu, rồi cùng Tần Sương bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Tần Sương đưa tay che mũi, lùi sang một bên, nói: "Ngươi thật sự dám làm chuyện đó?" Nàng lộ vẻ chán ghét nhìn Tần Hoàn, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự kinh hãi, "Ngươi, ngươi không sợ sao? Vừa nãy ngươi thực sự đã mổ bụng nàng ấy ra?" "Ngươi?" Tần Sương càng nói, càng thấy khó tin, nghĩ đến cảnh tượng đó, bụng nàng không khỏi trào lên cảm giác buồn nôn. Tần Hoàn liếc nhìn nàng, nhàn nhạt, nhạt đáp: ngươi chẳng phải từng nói ta dám mổ cả người sống sao nghe vậy sống lưng tần sương lạnh toát khi nhìn lại tần hoàn trong lòng nàng bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ không trách được không trách được trước đây ngươi dám kéo ta thẳng vào hồ nước tần sương bực bội nhắc lại chuyện cũ nhìn thoáng qua thanh hàn nguyệt kiếm trong tay tần hoàn rồi khẽ cảm thán thật phải cảm tạ ngươi khi đó đã không rút đao nghe vậy tần hoàn chỉ biết cười khổ khi đó, nàng cũng chỉ muốn dạy Tần Sương một bài học mà thôi. Đêm nay gió lạnh thấu xương, chiếc áo choàng của Tần Hoàn đã cởi ra từ trước. Hiện nàng chỉ mặc một bộ váy, vì vậy bước chân tự nhiên càng nhanh hơn. Chẳng mất bao lâu, cả nhóm đã trở lại sân, Tần Hoàn vào phòng rửa tay trước, sau đó thay một bộ váy thường. Lúc này, cơ thể nàng mới không còn phảng phất mùi máu tươi. Sau khi thay đồ xong cũng đã trôi qua thêm một khoảng thời gian. Tần Hoàn vẫn đang phân vân không biết nên qua đó hay ở lại trong phòng chờ thì Chu Hoài đã đến trước cửa. "Cửu tiểu thư, hiện mọi người đều đang chờ tại Nguyệt lâu." Thế tử sai tiểu nhân đến đón tiểu thư qua đó. Nghe vậy, Tần Hoàn liền đứng dậy, rồi liếc nhìn về phía chính phòng, Ngũ tỷ cũng sẽ cùng đi chứ. Chu Hoài gật đầu, "Tất nhiên là có." Nói xong, hắn liền chạy đến chính phòng gõ cửa. Cửa vừa gõ, vãn hà liền mở. Sau khi nghe Chu Hoài trình bày, trong phòng truyền ra giọng nói của Tần Tương, tự hồ kinh ngạc đôi chút. Một lúc sau, nàng mới khoác áo choàng bước ra. Tần Sương đứng bên cạnh Tần Hoàn, khẽ hừ một tiếng, nhìn dáng vẻ không vui của nàng ta kia. Chuyện lần trước ta còn chưa muốn nhắc lại, vậy mà nàng càng ngày càng tỏ vẻ kiêu ngạo. Tần Hoàn nhìn Tần Tương một thoáng, chỉ lắc đầu, không nói gì thêm rồi cùng tần sương bước ra ngoài khi đoàn người đến nguyệt lâu nơi đây đã sáng rực ánh đèn người của nha môn vẫn chưa tới trong phòng chỉ có yến trì yến ly tần diễm và bàng phụ lương đang chờ uông hoài vũ đang hỏi chuyện bàng phụ lương thì nghe thấy tiếng động bèn quay đầu nhìn về phía cửa chỉ trong chốc lát tần hoàn xuất hiện với bộ váy thường trước đó đã thay đổi giờ đây nàng mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt với những nếp gấp mềm mại, bên trên khoác một chiếc áo ngắn màu xanh trứng ngỗng. Áo choàng bên ngoài của nàng cũng được thay bằng chiếc áo choàng màu xanh nhạt, thêu hoa văn tinh tế. Toàn thân tần hoàn chỉ cài một chiếc châm ngọc màu xanh, không đeo thêm bất kỳ trang sức nào khác. Trên khuôn mặt nàng cũng không hề trang điểm. Phong cách của nàng luôn giản dị với những màu sắc thanh nhã. Thế nhưng, không hiểu sao, chính sự giản dị đó khi ở trên người nàng lại toát lên vẻ đẹp thanh thoát khó diễn tả bằng lời. Nàng khiến người khác liên tưởng đến cơn gió xuân dịu dàng, áng mây nhẹ nhẹ trôi, bầu trời xanh trong vắt hay mặt hồ biếc yên bình. Dù nét đẹp của nàng mang dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn, nhưng nhờ ngũ quan tinh xảo mà lại pha thêm chút sắc sảo. Chỉ cần nàng đứng đó, đã đủ khiến người khác cảm thấy rung động và kinh ngạc khác hẳn với những người trang điểm đậm đà, diện đồ lộng lẫy, vẻ đẹp của Tần Hoàn là sự trong trẻo, nhẹ nhàng mà không hề sắc bén. Thế nhưng, chính nét đẹp ấy lại toát lên sự cao quý, sáng ngời khiến người khác ngỡ ngàng. Dường như trong thân hình nhỏ nhắn, mềm mại của nàng ẩn chứa một sức mạnh nội tại phi thường. Sức mạnh ấy tựa như toát ra từ cốt cách của nàng, khiến phong ba không thể quật ngã và những điều tầm thường không thể so bì. Uông Hoài Vũ bất giác ngẩn ngơ trong giây lát, nghĩ đến xuất thân từ tần thị của tần hoàn và việc hầu phủ đặc biệt đưa ba chị em nàng về kinh, hắn đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Hắn mừng tượng ra viễn cảnh khi tần hoàn trở lại kinh thành sẽ phải đối mặt với bao ánh nhìn ra sao. Được, ta hiểu rồi, Uông Hoài Vũ gật đầu, sau đó bước về phía tần hoàn. Cửu cô nương, giờ cũng đã muộn, ta sẽ hỏi trước vài câu, sau đó cô nương có thể nghỉ ngơi sớm giọng điệu của Uông Hoài Vũ ấm áp và lễ đổ, ngồi ở vị trí chủ tọa, Yến Ly bật cười khẽ, nhưng người về phía Yến Trì, nói nhỏ, thật không ngờ, chỉ trong một lúc ngắn ngủi, vị Uông Đại Nhân này đã có vẻ như bị nàng ta thuyết phục hoàn toàn. Yến Trì nhìn Tần Hoàn, thấy nàng ung dung trả lời từng câu hỏi của Uông Hoài Vũ mà không chút gấp gáp. Yến Ly, từ lúc ở Dự Châu mới gặp nàng, trong lòng đã cảm thấy kinh ngạc, nay lại càng thêm khâm phục. Nhưng Yến Trì cũng không khỏi ngạc nhiên, Tần Hoàn xuất thân tại Kinh Thành, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, nàng được đưa về hầu phủ nuôi dưỡng, chỉ ở đó ba năm rồi bị đẩy đến Cẩm Châu. Chớ trêu thay, những năm nàng ở Cẩm Châu lại chính là giai đoạn quan trọng nhất đối với một cô nương. Thông thường, các tiểu thư nhà quyền quý từ trước năm 10 tuổi đã được học lễ nghi, tài nghệ và những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Không rõ khi còn ở hầu phủ Kinh Thành, Tần Hoàn có được ai dạy bảo hay không, nhưng chắc chắn ở Cẩm Châu thì không. Khi ở Cẩm Châu, Yến Trì nhận thấy dù bị đối xử lạnh nhạt trong Tần phủ, Tần Hoàn vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không bị lung lay trước bất cứ tình huống nào. Dù là ở hầu phủ hay đứng trước mặt Yến Trì, những người có thân phận cao quý đến đâu cũng không thể khiến nàng hoảng loạn hay mất bình tĩnh. Từ Cẩm Châu đến Dự Châu, nơi này phồn hoa hơn nhiều. Tại đây, nàng đã gặp dụ thân vương và nhiều nhân vật quan trọng khác yến chỉ nhận ra khí chất của tần hoàn ngày càng ổn định thậm chí còn khiến người khác phải chú ý điều này thực sự khiến hắn không khỏi kinh ngạc phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn